Tối hôm qua đến chưa chưa ăn gì? À. Ôi dồi, sao không nấu cơm mà ăn đi? Con thấy ông về ăn không ngon ạ. Không thấy ông về là ăn không ngon, là không muốn ăn cơm à? Vâng. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh bạn em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh bạn em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, cái sự việc mà hôm qua ông đi lấy củi hiện tại là chưa về đến nhà cô bác, thì cháu Lực cũng đã cùng em Hải để mà đi tìm ông rồi đấy, nhưng mà rất là không may là chưa có tìm thấy ông. Sử lại đang đi tìm ông cô bác. Hôm qua thì cháu với lại em Hải thì đi hầu như là đi lúc mà cháu Lực không ghi hình nữa, đi đến tận gần 11 giờ thì mới về đến nhà. Nhưng mà cũng không may là không tìm thấy ông ở đâu cả. Ông thì không có điện thoại, thành ra là rất là khó liên lạc cô bác ạ. Hôm nay lên thì cháu Lực muốn là xem là chú của Sử thì hiện tại thì đã đi tìm chưa. Hôm qua thì cháu cũng đã điện, lúc mà về thì cháu Lực cũng đã bảo với lại cô với lại thím của Sử rồi. Và thêm đó thì cháu Lực cũng đã sáng nay thì cháu Lực cũng đã điện thoại thêm đi xuống nhà xem là ông với lại chú của Sử thì đã về chưa. Có vẻ như là hầu như là không qua ở nhà. Sao cô bác ạ? Khóa mất cửa rồi. Cái xe em Sử thì hiện tại là đang để ở đây. Chắc là em Sử là chỉ có đi bộ đi thôi. Như cửa thì đang khóa mất rồi, không qua ở nhà cả. Cháu Lực thử đi xuống nhà cũ xem là ông đã về chưa. Hôm qua thì lúc mà cháu Lực cùng với em Hải đi lên trên rừng để mà tìm ông các bác, thì cháu Lực cũng có đọc ở trên bình luận có một số bác có nói rằng là tại sao lại vừa đi mà không có gọi ấy. Thì cái lúc mà trời chưa tối ấy, thì hai anh em đi là vừa đi là vừa gọi rồi đấy, nhưng mà đến đêm muộn quá rồi thì cũng không có dám ở trong rừng sâu mà gọi quá cả, sợ rằng là nó sẽ có cái điều gì đấy cô bác. Đấy, thành ra là rất là mong các bác sẽ thông cảm cho Lực ở cái điều đấy. Trước kia thì em Hải cũng cùng ông đi lấy củi, cho nên là em Hải cũng biết là ông là lấy củi ở chỗ nào. Như các bác nói thì chỉ sợ là ông đi trên rừng lấy củi đấy, sợ rằng là gặp tai nạn thì không có về được. Một số bác ở trên kênh thì cũng có nói rằng là bảo là ông đừng để đi lấy củi đấy. Thì cái điều đấy cháu Lực cũng đã bảo rồi đấy, nhưng mà cháu Lực cũng đã bảo ông bảo lấy củi thì lấy củi ở xung quanh nhà thôi, không nên là đi xa để lấy quá. Đấy, xuống ở nhà thì mong rằng là ông thì đang ở nhà rồi, về rồi.
Thế có vẻ như là cửa thì hiện tại là vẫn còn đang đóng cửa của bác. Đang đóng cửa thì cháu Lực sẽ không có vào nữa. Đi xuống xem là có ai ở dưới này không. Nếu mà bây giờ thì nếu mà bây giờ không ai ở nhà ấy, là em Hải với lại em Sử thì cũng đã đều đi tìm ông hết rồi. Đấy, có vẻ như là Châu thì không thấy đâu nữa. Thử đi ra bên này xem là có em Hải hay là ông đang đi chăn trâu không. Ôi, Hải ơi, Hải chăn trâu à? Thôi, nhìn thấy là một mình em Hải là chăn trâu, không biết là liệu là có tin gì về ông không, để ra bên kia để mà hỏi em Hải đó. Đấy, hôm nào mà không đi lấy được cỏ là em Hải em ấy sẽ là người đi chăn trâu ấy, cả ông nữa. Hải đã đi chăn trâu lâu chưa? Lâu rồi à? Chăn ra chăn trâu từ mấy giờ? Từ sáng sớm hay từ mấy giờ? Từ 6 giờ Từ 6 à? ạ. Vâng. Cháu Hải xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị ạ. Đấy, Hải ngồi đây một tí đâu. Ê à, ông là vẫn chưa về à? Chưa rồi ạ. Hải có biết là ông đi đâu chưa? Chưa biết ạ. Chưa biết á? Vâng. Thế bây giờ anh Sử đang đi đâu rồi? Anh Sử với chú đi tìm ông rồi ạ. Anh Sử với chú đi tìm ông à? Vâng. Thế là em Hải là ở nhà là chăn trâu à? Vâng. Thế Hải đã ăn gì chưa? Chưa đó, từ tối hôm qua em chưa ăn gì rồi. Tối hôm qua đến chưa chưa ăn gì? Vâng. Ôi dồi, sao không nấu cơm mà ăn đi? Con thấy ông về ăn không ngon ạ. Không thấy ông về là ăn không ngon, là không muốn ăn cơm à? Vâng. Thấy vừa rồi thì cháu Đức cũng có mua một ít đồ mà đi để mà đi theo các bác. Hải có ăn bánh không? Có à? Đấy, Hải ăn bánh đi đây. Hải ăn một chút bánh bao đi. Đấy, Anh có ăn đi. ăn ăn đi, anh ăn rồi. Mới bảo là không có ông với lại anh Sử ở nhà là ăn cơm không ngon, thì ra là cũng không có ăn gì luôn. Thế bây giờ thì đã đói chưa? Đói rồi ạ. Đói rồi à? Thế bây giờ Vâng. ăn ăn bánh đi. Vâng. Cháu Hải mời quý ông bà cô chú anh chị ăn bánh ạ. Có vẻ bánh vừa rồi thì cháu được đi qua các bác thì có mua một chút bánh bao để mà trong ba lô đi lên trên bản, nếu mà đói thì ăn. Ở nhà thì cũng không còn mì tôm gì nữa à? Sao không pha mì tôm ăn đi? Không còn nữa ạ. Để cho Hải ăn một lúc đã. Hôm qua thì cháu Lực cũng cùng em Hải là đi tìm ông, hầu như là gần như là đi từ 4 giờ cho đến tận 11 giờ. Thì đến lúc đấy thì anh em mới về cô bác ạ. Đấy, và trong đó lúc đó thì cũng khi mà cháu được về ấy, thì là chú với lại thím của em Sử với lại chú với lại thím với lại em Sử thì cũng lại đi tìm ông thêm. Thế là từ lúc mà hôm qua đến giờ là anh Sử với lại cô chú chưa về à? Chưa đó. Không biết là ông đi tận đâu nữa. Thế mình chỉ sợ rằng là thứ nhất là ông lên trên rừng là gặp tai nạn, và thứ hai thì khi mà ông đi khai thác tổ ong với các bác thì ông khai thác độ tầm vài ngày thì ông mới về ấy. Ông thì điện thoại thì không không cầm theo. Thế điện thoại thì ở nhà thì em cầm hay là anh Sử cầm? Để ở nhà thôi ạ. Để ở nhà thôi à? Vâng. Đấy, có lẽ là em Sử là để điện thoại cho em Hải ở nhà. Nếu mà lúc nào mà ông về thì em Sử sẽ điện đi cho chú lại thím. Chú với lại thím thì cũng lên trên rừng để mà tìm, thì cũng gọi là vừa tìm và vừa lấy củi luôn cô bác ạ. Một mình em Hải ở nhà là cũng không có muốn ăn cơm, là nhịn đói để ra đi ra chăn trâu luôn. Mặc dù là ở nhà là vẫn có cơm có gạo để mà nấu, nhưng mà em ấy rằng là bảo một mình là không muốn ăn cơm.
Thế hôm nay là Hải là không đi học đâu à? Hôm nay là ngày nghỉ ạ. Hôm nay là ngày nghỉ đúng không? Vâng. À, hôm nay là ngày chủ nhật cho nên là em Hải được nghỉ của bác ạ. Nghỉ là ở nhà. Thế là tối hôm qua là không ai lấy được cỏ à? Không rồi. Anh Sử thì đang bị đau chân của bác còn chưa có khỏi máy đấy. Nên là Hải là có nhớ ông không? Có ạ. Được 2-3 hôm không gặp ông rồi nhỉ? Vâng. À được 2 hôm chứ từ tối hôm qua nhỉ? Vâng. Tối hôm qua đến bây giờ. Ủa chỗ này là tay Hải đã bị làm sao ấy đấy trước kia ấy? Trước kia bị ngã thì bây giờ khỏi làm thế này rồi ạ. Ủa bây giờ có vết sẹo lớn nhỉ? Vâng. Ủa trước kia thì chắc là lúc mà bị ngã thì bị một vết rất là lâu rồi đó, rất là đau của bác, rất là sâu nữa, bây giờ tạo thành một vết rất là lớn nữa. Là bây giờ là trăn trâu đến tối hay là một tí nữa em có đi xem ông được không? Hay là anh Sử đi tìm thì em ở nhà. Anh Sử bảo là em ở nhà trăn trâu thì anh Sử với chú đi tìm ạ. Với chú đi đúng không? Vâng. Thế hôm nay là ông chú với lại anh Sử lên trên rừng hay là đi đâu? Đi trên mà hôm nọ em với anh đi ạ. À, lên chỗ hôm nọ mà mình đi đấy. Vâng. À. Thế là lấy xe máy của chú đi hay là đi bộ đi? Đi bộ thôi ạ. Đi bộ thôi à? Vâng. Bây giờ thì chỉ có một mình em Hải là ở nhà đúng không bác? Ở nhà thì còn là lợn ấy, cho nên là về đến nhà là thái rau lợn ra, là băm rau lợn. Cái này thì tí để mà nấu lên à? Vâng. Có cạo có thêm thêm cái gì nữa không? Không thêm đâu. Không thêm à? Hải biết là nấu cắm lợn không? Biết một tí thôi ạ. Biết một tí thôi. Vâng. Thế mọi lần nếu mà không có anh Sử ở nhà thì nấu cắm lợn thì nấu 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 như nào? Làm thế này xong thì mang đi vào nồi thôi ạ. Mang để vào nồi thôi à? Vâng. Đây là băm nó nhỏ ra đúng không? Vâng. Nếu mà có cái máy mà thái cỏ cái à cái máy mà thái rau lợn của bác thì sẽ không phải dùng tay để băm như này nữa. Đấy, một mình em Hải ở nhà là chăm lo cho 2 con trâu này, 2 con lợn này, với lại thêm gà nữa, nhà cửa nữa. Hải đã từng ở nhà một mình làm như này chưa? Rồi à? Thế lúc đó thì là anh Sử đi đâu, ông đi đâu? Anh Sử với ông đi chặt củi ạ. Đi chặt củi à? Vâng. Thế buổi tối nay thì còn đi cắt được cỏ không buổi tối ấy? Tí xem đã. Một tí làm hết việc nhà ở trong nhà xong nữa. À, vừa rồi thì đi chợ Hải đi chăn trâu một lúc. Một lúc thì em Hải nói bảo là về nhà là làm một cắm lợn á. Lợn thì cũng là chưa có ăn đấy. Thế là sáng nay là anh Sử em đi cùng anh Sử bảo là em ở nhà. Vâng. Hôm qua thấy có người bảo là ông về nhà rồi thì không phải à? Không phải đâu ạ. Ừ. Chắc là người ta nhìn nhầm rồi. Đấy, chắc là người ta nhìn nhầm, thành ra là người ta mới nói với lại mình như vậy. Bây giờ thì để vào đâu ấy? Để Để vào vào trong này ạ. thế để anh băm nốt cái này cho. Đấy, 2 người làm thì nó sẽ nhanh hơn, có bác một mình em Hải làm sẽ chậm hơn. Nên cái này là buổi sáng nay em thái một chút rồi à? Vâng. Lúc chưa đi chăn trâu là thái một chút à? Vâng.
Như là bây giờ bỏ vào nồi à? Vâng. Cái nồi này hình như là cám chưa sôi đâu, nước cũng nó chưa sôi đâu. Băm có thái thêm cái gì nữa không? Thế rồi à? Vâng. Đây, em vét hết vào đi. Bây giờ là đi làm nước sôi à? Vâng. Dao này anh để đây cho nhá. Vâng. À, những lúc là anh Sử không ở nhà, ông không ở nhà là một mình em Hải là khác, biết làm mọi thứ, mọi công việc không cần phải là ai nhắc nhở luôn cô bác. Những cái công việc này thì rất là quen thuộc với lại với lại em ấy rồi. Lúc nào mà đi vào đây thì là phải mở cái này à? Vâng. Đây thì là hôm nọ là ông làm để làm gì? Để không cho gà lên chỗ đấy ạ. Không cho gà lên chỗ đây à? Vâng. Đây, đây là bây giờ gọi là cái tài sản mà tài sản của nhà ba ông cháu đây cô bác này. Bây giờ thì còn là một con lợn ở chuồng bên này. Cái chuồng này thì cũng được ba ông cháu là làm từ khá là lâu rồi. Hôm nọ thì được cô Minh ấy, cô Minh có gửi cho em Sử là 5 triệu đồng để mà mua lợn đấy, và trong 2 triệu thì để mà làm chuồng ấy. Nhưng mà hôm qua thì cháu Lực có nhận được một cái cuộc của cô Minh thì cô có bảo là gửi cho cháu Lực thêm là 2 triệu đồng nữa, thì là tổng là cô gửi cho cháu Lực là 7 triệu để mà làm 5 triệu thì để mua lợn, còn là 2 triệu còn lại thì sẽ để mà làm chuồng cho con lợn. Tại vì bây giờ cháu Lực sẽ cái khoản chi phí 2 triệu ấy, thứ nhất là vừa mua Pro này và vừa mua Si này. Vừa mua Si thì sẽ để mà láng nền, còn Pro thì sẽ để mà lợp mái. Ở dưới nhà dưới này thì chuồng ấy thì nó cũng khá là nhỏ rồi, thành ra là không có để mà nuôi được nữa. Ôi giời. Đấy, dao để đấy luôn à? Vâng. Ở nhà ba ông cháu thì cây chuối mọi cái thì cũng có rất là nhiều, cho nên là để mà việc mà nuôi lợn ấy thì cũng rất là thuận tiện. Hôm nọ thì em Hải em Sử bảo là muốn nuôi, mong muốn là muốn nuôi lợn nữa các bác, thì cháu Lực sẽ mua lợn cho em Sử. Hôm nọ em Sử thì mong muốn là nuôi lợn ấy. Đấy, ông thì hay lên trên rừng để mà lấy những cái củi này về này cô bác này. Có thể là trong thời gian này đang vào mùa tỉ sảy à? Mùa ong ấy, đang là vào mùa của ong, cho nên là ông hay lên trên rừng đi vào mấy hôm để mà tìm ong nữa. Ừ. Bây giờ lấy cái này đi vào đổ à? Vâng. Vào trong nhà thì khi mà nấu lên ấy thì rất là tối luôn. Có được không? Có nhìn được không? Bật bật cả cái đấy á. May là vừa rồi là em đã đun rồi. Vâng. Thế là mỗi lần là nấu cám lợn là đun cho nó nước sôi à? Vâng. Nó bị bây giờ thả vào luôn chưa? Thả vào luôn. Thả vào luôn à? Vâng. Từ anh thổi lửa. Em thấy bật lửa. Có bật à? Đâu, bật đâu. Đây, chấm vào đây. Khi vào mùa hè đấy thì vào trong ngôi nhà của ba cháu đi thật sự rất là nóng các bác ạ. Tại vì là cái phần Poro nó làm cũng rất là thấp rồi, cộng thêm là cái việc mà mình dùng cái bếp củi ở trong nhà nữa. Đó. Với lại thêm là ở phần phía bên ngoài bên trong nhà ấy thì tất cả hoàn toàn là được bao phủ bằng
phần nhà trình tường ấy. Một tí nữa lấy bột ngô để nữa. Vâng. Vào đây đi. Đầu cẩn thận nhé. Vâng. Anh hội à. Đấy, đổ nó chưa, nhẹ chưa? Đấy, về nấu còn tầm mà bao nhiêu lâu? Hơi lâu ạ. Hơi lâu à? Vâng. Cái này là của hôm qua. Đây là ban ngày là ra đây làm xong là tối lại lên trên nhà mới đi ngủ à? Vâng. Đây anh ngồi đi cao ơi. Đây, ngồi đây, thế em ngồi bên đấy đi. Rất là mong mà các bác sẽ thông cảm cho cô bác nhá. Hiện tại thì Sử với lại chú với lại thím thì đang đi lên trên rừng để mà xem rồi cô bác ạ. Đây trước là có những lần là ông cũng đi lấy đi lấy củi đi mấy hôm à, Vâng. nhưng mà mấy cái đợt đấy thì là ông đi là có thêm làm thêm gì được không? Ông đi thì không làm gì đâu ạ. Không làm gì à? Vâng. Đấy, có vẻ như là cái đợt này thì ông cũng hay lên trên rừng để mà xem tổ ong của bác, thì sợ rằng là ông khai thác tổ ong vào buổi tối là ông ở lại trên rừng luôn. Nhà chú thì có bây giờ còn có ai ở nhà nữa không? Có ạ. Có. Vâng. Bây giờ thì các chú chưa về thì chú với lại Sử chưa về, chưa biết là tin tức như thế nào. Hải bây giờ còn đói không? Nếu mà đói thì nấu cơm ăn. Không đói Không nữa ạ. không đói nữa à? Mèo có vẻ như đi bắt được chuột về hay sao á. Đây là cái thớt mà để chuyên gia là băm băm cắm lợn à. Vâng. Đây còn một ít dầu lợn nữa này. Này là cái gì đây? Này lợn cũng ăn à? Có. Có vẻ như là nhìn cái cách mà em ấy băm cắm băm rau lợn đó các bác, băm băm rất là nhỏ luôn, như kiểu là dùng như kiểu là đang dùng cái máy để mà thái nữa. Hải thì còn nhớ là năm mình biết nấu rau làm cắm lợn này từ năm bao nhiêu tuổi không? Không biết nè. Thôi Hải cứ băm đi nhá, để anh xem lửa cho. Này một tí nữa thì cùng em Hải là nấu cám lợn xong, làm hết ở nhà xong thì cháu được sẽ nếu mà chưa có thông tin gì thì cháu được sẽ lại cùng em Hải là đi sang bên thôn khác để xem là ông có ra bên đấy không. Sợ là ông là đi tìm cái gì đó, tìm cái gì đấy ở ở bên đấy thì có người thấy ông.
tí nữa làm việc nhà xong thì Hải còn muốn đi tìm ông nữa không? Có ạ. Có à? Thì Hải bây giờ hai anh em mình làm nhanh nhanh để một tí nữa anh em mình tiếp tục đi nhá. Vâng. Một tí nữa mình không đợi thông tin gì nữa, một tí là mình làm xong thì mình đi luôn. Vâng. Đấy, bây giờ điện cho chú của Sử với cô bác ạ, thì lên trên rừng là không có sóng, thì ra là mấy anh em cũng chỉ biết là cái tin mà ngóng chờ thôi. Sốt ruột thì vẫn rất là sốt ruột rồi. Cám này, cám lợn này là tối mới cho nó ăn hay là tí nữa cho nó ăn luôn? Tối cho ăn ạ. Tối mới cho ăn à? Vâng. Để vào cái chậu kia kìa. Đây, để vào cái chậu xong đổ vào. Cái mùa này thì lấy trâu thả thì cũng không có sợ rằng đi ăn lúa, ăn ngô ở nhà ai cả. Tại vì là ngô thì cũng vừa mới trồng, lúa thì chưa gieo ấy. Vừa lấy trâu thả dưới kia xong lại vừa lấy vừa vào nhà làm cám lợn nữa. Để làm mà còn xong sớm sớm ấy. Hải bảo tí là lấy thêm cả bột ngô để mà khuấy vào nữa là cho lợn ăn. Lợn để ăn ngô thì cũng rất là béo nhanh ấy các bác. Lớn cũng rất là nhanh. Hay vì vậy thì em Hải mới em Sử thì mới chọn cách là nuôi lợn. Nhà cũ thì bây giờ vẫn tận dụng lại ra dùng để mà mình làm kho để đồ đồ đạc nữa. Ổ khóa thì mình làm chắc chắn rồi. Có vẻ như là hai hôm nay là có vẻ như là hôm nay nhìn vào cái khuôn mặt của em Sử thì của em Hải thì khá là buồn các bác ạ. Khi mà người ông nuôi nấng mình lớn khôn rồi thì vẫn chưa có về nhà. Ôi là to đấy cả mồ hôi lên này. Đấy. Vào trong nhà thì khá là bí đấy cô bác. Một tí nữa thì bỏ cái này vào à? Có phải đâu, chỗ đây có Gạo à? bỏ cái này À, cái này thì ở trong là gồm có cái gì? trong Nữa. gồm. Ôi có cả ngô này nhỉ. Vâng. Có cả ngô này, có cả vỏ trấu này. Đây, căn phòng này thì gắn bó với lại em Sử với em Hải thì khá lâu các bác. Đây, đến bây giờ thì hầu như là em Sử là không còn ngủ ở đây nữa. À, những cái tấm ván gỗ này thì cũng được là em Sử là tự làm để mà ngủ đây. Trước kia thì em Sử nói với cháu Lực rằng là ngủ ở bên ngoài là thứ nhất là một phần là để mà xem gia súc gia cầm ở bên ngoài, và thứ hai thì cũng để là gọi là bảo vệ cho ông với lại em Sử luôn, ông với lại em Hải đấy cô bác. Đấy, hai anh em mà ngủ trong một cái giường khá là nhỏ. Trước kia thì Hải là với anh Sử là ngủ đây nhỉ. Chỗ này là ai làm trước kia Hải? Anh Sử là tự làm à?
Đấy, cũng lên trên rừng để mà kiếm những cái tre cái trúc về để mà làm. Đấy, sau khi mà hoàn thiện ngôi nhà của các em rồi thì cháu Đức cũng bảo là các em là vận chuyển hết những cái đồ đạc của các em là lên trên nhà mới, còn những cái đồ đạc nào mà để dưới nhà cũ để mà làm kho ấy, thì mình sẽ vẫn để ở đấy. Hải thì vừa đi rửa mặt vừa đi gội đầu hay sao ấy, rửa mặt à, nóng quá của bác ạ, thành ra là khi mà nóng thì lại ra bên kia để mà rửa mặt. Để củi vào nhiều nhiều một tí nó mới chín nhanh được, thì tí mình mới đi làm việc khác được. Nóng quá. Thầy Hải ngồi bây giờ cho củi vào thì ngồi xa xa một tí cho nó đỡ nóng nữa. Anh ngồi tại đây này. Vừa đi gội cả đầu sao ấy, ướt hết cả da rồi. Hay ngày mai là Hải là đi học rồi nhỉ? Nếu mà ngày mai là chưa tìm thấy ông thì em có đi học không? Không biết rồi. Không biết à? Vâng. Mai là vào ngày học của em Hải thôi, cho nên là không biết là tối nay là ông có về chưa, cô bác ạ. Nếu mà ông về thì ngày mai em Hải sẽ tiếp tục đi học, còn như không về thì theo như em Hải nói bảo là không có biết là nghỉ hay là đi học nữa. Đây thì bây giờ cũng chỉ biết là cầu mong cho ông là lên trên rừng lấy củi thì không có bị làm sao đâu cô bác. Nghe có người nói thì bảo là gặp ông ở trên rừng là để mà lấy củi ấy, nhưng mà bảo là dù ông về thì ông bảo là trên rừng là để mà đi xem thêm tổ ong nữa, thành ra là ông lại chưa có về được. Thế Hải thì có lo lắng không khi mà ông của mình đi lấy củi là chưa về, Có ạ. rất là lo lắng à. Vâng. Bây giờ thì anh Sử với lại chú đi tìm rồi, vẫn còn hiện tại thì lên trên rừng các bác vừa rồi cháu nói là không có sóng điện thoại nên là không có gọi được, thì hai anh em cũng chỉ biết là ở nhà và đợi chờ thôi. Một tí nữa thì cháu Lực sẽ cùng em Hải là lấy xe máy ra, lấy xe máy để mà đi sang bên thôn khác để mà hỏi thêm, tại vì ở bên kia thì cũng có một cái làng Mông, ông thì cũng có lần là sang bên đấy, sợ rằng là ông qua bên đấy gặp bạn của ông nữa. Ở nhà thì một cậu bé mà rất là chịu khó, cũng không có hề than vãn gì cả, khi mà ở nhà có rất là nhiều những cái những con vật nuôi nữa, đến nỗi mà làm quên cả ăn luôn cô bác ạ. Hỏi bà rằng tại sao lại không ăn cơm, bảo là ông với lại anh Sử không có ở nhà thì ăn cơm không ngon, thì ra là không có muốn ăn nữa. Thế bây giờ thì sẽ để hai anh em sẽ nấu cám lợn một chút nữa, thì cháu Lực sẽ lại tiếp tục là cùng em Hải đi sang bên thôn khác để hỏi về thêm tin tức của ông đúng không bác? Hay là sau khi mà cháu được đăng tải thức phim mà ông cũng ở nhà nên thì cũng có rất là nhiều ý kiến của các bác đưa lên kênh, thì cháu được cũng đều là đọc hết. Có những ý kiến thì tích cực, còn có những ý kiến thì là tiêu cực. Đấy, bây giờ thì cái sự việc nó như thế nào thì cháu được cũng chỉ biết là đưa lên thế đấy thôi, và câu chuyện như thế nào thì cháu Đức cũng chỉ biết là chia sẻ như thế nào để mà lên cho Đức thì cũng để mà nói chuyện ấy, để mà truyền cảm ấy, thì cũng chưa có được truyền cảm như bao kênh YouTube khác, YouTube làm về thiện nguyện đấy các bác, thì cũng rất là mong các bác sẽ thông cảm và chỉ dạy cho cháu Đức nhiều hơn để làm sao mà cháu Đức truyền tải một cái cách mà nó xúc tích mà các bác là
nghe nó dễ hiểu hơn cô bác. Hay có lẽ là bây giờ hai anh em sẽ phải kết thúc cái thước phim này thôi cô bác ạ. À, hai anh em làm xong cái cám lợn thì sẽ đi xem trâu nữa, xem trâu về để mà sớm sớm ấy thì hai anh em còn là đi ra bên kia để tiếp tục là cái công việc mà đi tìm ông nữa. Hay một tí nữa thì hai anh em mình lại tiếp tục là đi sang thôn bên kia nhá. Một tí nữa thì lấy xe máy để mà lai đi. Hay còn là bây giờ thì chắc là hai anh em mình dừng cái thước phim này thôi cô bác ạ. Và xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sống tiếp theo trên kênh bản em. Xin chào các bác. Chào Hải, chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Thank you.